Xin chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ quay lại cái sách toán lớp 1 sách giáo khoa nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần 3, các số trong phạm vi 100, độ dài giải bài toán. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài số 1, trang 94, điểm đoạn thẳng. Rồi, điểm là một cái dấu chấm nha. Điểm là một cái dấu chấm như thế này. Và dấu chấm này người ta ký hiệu một cái chữ nào đó bất kỳ nha. Một cái điểm nào. Đây là một cái điểm nha. Một cái dấu chấm này người ta gọi là một cái điểm. Thì cái điểm này người ta hỏi cho bất kỳ một cái tên nào đó. Ví dụ như tên N, được không? Hoặc cho một cái điểm này chẳng hạn như cho C. Hoặc cho một cái điểm nào đó chẳng hạn như cho M, rồi, chấm một cái và viết cái chữ hoa. Rồi, đó là một cái điểm. Chẳng hạn như người ta họ cho là chấm một cái là điểm N, chấm một cái mình ghi là C, là điểm C, chấm một cái ghi M là điểm M. Rồi, điểm là một cái dấu chấm thôi. Đây là chẳng hạn như điểm, người ta họ chấm, người ta ghi là A, thì mình đọc là điểm A. Tương tự bên này người ta chấm, người ta ghi B thì mình ghi là điểm B. Đó là một cái điểm thôi, chấm một cái. Rồi, cái đoạn thẳng là gì? Đoạn thẳng có nghĩa là nối lại hai cái điểm này với nhau. Nối hai cái điểm, đây là cái điểm, đây là cái điểm, nối lại với nhau thì ra một cái đoạn thẳng. Thì chẳng hạn như đây là điểm A, đây là điểm B, nối lại với nhau thì ra đoạn thẳng AB. Được không? Hạt như thế nào đây? Thì chẳng hạn như giờ đây, nối hai cái này lại. Nối là cái điểm N và cái điểm C này. Như vậy, gọi là đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng NC. Rồi, chúng ta qua cái phần bài tập. Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng. Như vậy cho nên là gì? Điểm M. Được không? Rồi, điểm N. Được chưa? Rồi đoạn thẳng gì? MN. Được không? Đoạn thẳng MN. Rồi tương tự vậy, câu dưới là gì? Điểm C. Được chưa? Điểm D. Đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng CD cũng được ha, là còn đoạn thẳng là gì? Đoạn thẳng DC cũng được ha. Cũng giống như trên này. Chúng ta có thể nói là đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng BA cũng được ha. Nè. Rồi, tương tự trên này cũng nó đoạn thẳng NM cũng được ha, chứ không phải nhất thiết là MN. Rồi, tương tự là gì? Điểm K, điểm H. Điểm K. Này điểm H. À, đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng KH hoặc là HK cũng được ha. Thẳng gì? KH hoặc là HK cũng được. Rồi tương tự bên này cũng vậy. Điểm gì? Điểm B. Điểm gì nữa? Điểm Q. Đoạn thẳng gì? BQ hoặc là QB cũng được. BQ. Rồi cái dưới. Điểm X. Điểm Y. Đoạn thẳng XY hoặc là YX cũng được.
Nè. Rồi, câu số 2. Dùng thước thẳng và bút để nấu các nấu thành gì? Ba đoạn thẳng. Đây. Bút. Thước thẳng, đây là cái thước thẳng. Nè. Đây là cái thước thẳng. Đây, đây là thước thẳng này. Rồi, cái ba đoạn thẳng. Như vậy là đoạn thẳng là gì? Định nghĩa là đoạn thẳng là nối hai điểm lại với nhau nha. Vậy đây là một điểm, hai điểm mình nối lại với nhau. Một điểm này, hai điểm này. Nối hai cái này lại với nhau thì ra một cái đoạn thẳng. Rồi chúng ta nối lại thôi. Rồi được một đoạn thẳng. Rồi ta lấy điểm này ta nối với điểm này nữa, ra được hai hai đoạn thẳng. Một hai mới hai đoạn thẳng thôi. Rồi, đây điểm này với điểm này nữa ta nối lại với nhau. Vậy được ba đoạn thẳng rồi đúng không? 1, 2 và 3. Rồi tương tự như vậy. Nối lại, đây một điểm, hai điểm, nối lại. Đó. Đây một điểm ta nối lại. Đây một điểm với đây một điểm ta nối lại. Đây một điểm với đây một điểm ta nối lại. Vậy ra bốn đoạn thẳng này rồi. Được chưa? Rồi. Theo qua phần bên này. C tương tự như vậy, cái này là vẽ năm đoạn thẳng, bên nãy vẽ bên kia và bốn đoạn thẳng như vậy. Trước mắt ta nối là một điểm đây, hai điểm, vậy mình nối lại với nhau ra một đoạn thẳng này. Bây giờ. Rồi. Từ bên này là một điểm, hai điểm, ta nối lại hai đoạn thẳng. Ba đoạn thẳng. Bốn đoạn thẳng, được chưa? Vậy mới bốn đoạn thẳng, người đây còn năm đoạn thẳng. Vậy đây ta lấy cái điểm này với điểm này ta nối lại với nhau, hoặc là điểm này với điểm này ta nối lại với nhau. Rồi. Rồi điểm này với điểm này ta nối lại với nhau. Đây là ra năm đoạn thẳng. Câu D. Sáu đoạn thẳng. Vậy một điểm này với điểm này ta nối lại đi. Điểm này với điểm này ta nối lại đi. Điểm này với điểm này ta nối lại đi. Điểm này với điểm này ta nối lại. Điểm này với điểm này ta nối lại. Được. Bây giờ bao nhiêu đoạn là 1, 2, 3, 4, 5. Này thiếu rồi. Vậy hai điểm này với điểm này ta nối lại nó thành một đoạn nữa là nó 6. Nha. Là 6 đoạn thẳng. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ qua cái bài số 3. Mẫu hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu đây? 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Cái này với này nối nhau lại ra một đoạn thẳng. 2 đoạn thẳng, 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng. Nha. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Này bên này là một đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn. Cái này giống như trang như hình ở trên. Thấy chưa? Giống như trang như hình này. Vậy này thì 6, nên 6 đoạn thì này chắc chắn thì mình sẽ 6 đoạn. 1 đoạn, 2, 3, 4, 5 và 6. Là 6 đoạn. Rồi. Rồi bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo.